Thì hôm nay có mấy bạn comment là kêu Ngọc làm cái món cá lóc hấp bầu. Cái dàn bầu của Ngọc trồng bữa giờ thì hôm nay cũng thu hoạch được rồi. Giờ Ngọc ra Ngọc hái trái bầu này vô. Có to có nhỏ nè. Ngọc hái vô Ngọc sẽ làm cái món cá lóc hấp bầu. Mà bữa giờ mưa nhiều quá, cái đít này nè nó đụng dưới đất á, cái nó bị thúi hết một miếng của Ngọc rồi nè. Buồn ghê nơi luôn. Chú ba hôm bữa kêu ginh nó ra, treo nó lên không chịu đâu. Của nó mày để dưới đất đi. Đó cũng tại chú ba. Già chỗ nào cũng tham gia vô được hết trơn trội. Làm gì vậy? Trời ơi, hái ra hái bầu mà chổng đít cắn cái bầu vậy đó. Đó cái dao tao cắt đi, mày cắn như chuột cạp vậy đó. Đi thôi, đi ra ngoài vườn. Đi dở lúa không có lúa cá rồi vô đây rồi hái luôn, có vô nhà đâu. Để con thử cái găng của con là cái găng thiệt chứ không phải găng giả như ông. Đưa ông cắn được không? Ý, nó có trái rồi nè. Đây nó nè. Nó trái lên nè chú. Ở đây nó nè. Một mắt một trái nè. Ở bữa nay cái này là nó tốt rồi nè, để con vô phân nó. Cái vàng này chỉ có cái dây khổ qua tay là tốt nhất. Người ta đang tốt rồi, để cho nó tốt rồi, mày vô nó đi luôn á. Thôi ơi, đi chơi về có ngày nay ra hắt hiện chết to đùng luôn. Đã chưa? Kéo 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 nó xuống con chú. Để nó lên cây dừa lấy gì hai. Kệ nó cho nó bò đi, nó thích bò đâu bò. Trời ơi. Ai biết đâu sáng ngủ dậy thấy tông lưu có con cá thì giờ ra bắt thôi. Nam mô Di Đà Phật. Siêu thoát nghe chưa? Mới mốt á đầu thai lên đừng có làm con cá nữa, thoát nghiệp cá đi nghe chưa? Đầu thai lên về phương cực lạc nghe không? Làm bé na. Mày làm bé na mày gặp tao mày chết sớm nữa. Hôm nay á con sẽ làm hai món, cá lóc hấp bầu và bầu hấp cá lóc. Cá lóc hấp bầu á thì con cá lóc nó bự hơn trái bầu, còn bầu hấp cá lóc á thì trái bầu nó bự hơn con cá lóc. Cái nào bự á thì con sẽ để ở ngoài, cái nào nhỏ con nhét vô trong. Nè giờ đang móc ra nè. Móc được từ sáng giờ nhiêu đây rồi nè. Đợi cái này ha. Cực khổ lắm chú ba. Con đố chú ba làm được. Đây là cái vỏ bầu của Ngọc nè. Ngọc móc nó xong rồi đó. Giờ Ngọc sẽ ốp con cá để nhét vô. Bỏ xà bông như chi vậy? Bỏ vô ăn. Xà bông chú, xà lơn quá. Xà bông sao ăn? Xà bông vô giặt ruột ông á. Bỏ xà bông. Ủa bậy bò. Ông làm con liệu nữa. Bỏ dầu ăn vô cái nồi để sợ hơi cái nồi nó bị ấy. Nó bị khê. Bây giờ là con sẽ nhét hết cái gia vị này vô trong cái bụng con cá lóc nè. Đủ anh. Mình bỏ nó vô đây hết đi. Có hành, tỏi, gừng, ớt, nói chung là đầy đủ hết á. Chắc vậy đó. Bỏ vô, bỏ đồ niêm vô. À, trời ơi, chú ơi, lỡ tay quá. Rồi. Nói chung là gia vị của nó là nhiêu đó đó, đầy đủ thì nhà có gì bỏ vô hết. Ủa, quên chai tương ớt hết. Mình có nhiêu mình xú vô hết, mình trộn lại. Lỡ có mắm nêm, mắm tôm rồi sao? Nhét vô luôn. Tăng hương vị đậm đà cho món ăn còn ngon thêm nữa. Cái mùi gừng á, đưa vô đây rồi thêm cái mùi hành nữa. Nó bát ngát ông trời. Học. Đó. Thế là lạ ta. Thì cá lóc hấp bầu, miễn sao nó nằm trong tế bầu với con cá lóc mình hấp rồi. Lạ gì đâu, bình thường mà chú. Mình gửi hai đứa vô cái nồi. Như mình tề khúc đó được không? Tề khúc nào? Cái đầu. Thôi. Tề sao đẹp trời. Cái này của người ta gọi là ẩm thực là nó phải đẹp. Đó. Vậy đó. Đẹp. Đẹp dữ chưa? Đẹp dữ rồi. Cái này con cá nè. Cái gì vậy trời? Ơi. Hiện cá lóc hấp bầu. Trời không nữa mẹ ơi. Còn cái này là bầu hấp cá lóc. Ăn dụng hay gì vậy? Bắt đầu. Nghĩ cái ba ăn dụng chứ. Nghĩ xe đồ sống mà ăn dụng mày khùng quá. Chứ không có tỉnh đâu. Đó. Còn cái này hiện tí nữa mình hả bỏ lên. Giờ bỏ lên mình hấp cái nó ấy hết. Nịnh quá à. Kiếm xúc xích phải không? Sáng giờ không có xúc xích rồi giờ đeo theo mẹ đang kiếm xúc xích phải không? Bây giờ Ngọc sẽ bỏ vô cái nồi này. Ngọc sẽ đem vô bếp Ngọc hấp. Rồi một hơi nữa nó chín cái mình lấy ra cái dĩa cái mình bỏ lên cái bếp nhỏ mini á, nó nóng 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 tới đâu mình gấp tới đó mình dứt. Trời ơi, đây là món cá lóc hấp bầu kêu qua. Kêu qua là gì? Rồi banh chành của con rồi em ơi. Thôi rồi đó. Thôi rồi tao còn điện thêm cái này nữa nè chú ơi. Trời ơi là trời.
hóc giống như là cá lóc hấp bầu Hồng Kông, Hồng Ơ gì đó. Nó xanh xanh đã đỏ dần nhỏ nó mê nữa. Hồng Kông là nó có cái hành đó, người ta bào sợi đó. Thì chứ nãy gì? Không thấy. Cái này cái gì? Cái này là con cá lóc hấp bầu. Còn cái này là bầu hấp cá lóc. Mà hấp rồi thì con cá đi nơi trái bầu đi ngã. Được con cá con? Nè, xương không? Rồi xong. Con ăn cá là con bầu. Đó. Rồi đó, dứt đi. Mời các bạn ăn cá lóc hấp bầu với Ngọc nha. Ủa bậy, bầu hấp cá lóc. Trời đó. Cắt cái bầu ra. Cái bên trắng này là có nước nước đó nha. Có không? Nước. Nước nước. Cái loại kia là mới không có nước. Nước nước. Hả? Ủa sao lại thao chó ăn quá vậy? Bậy nha. Chú bậy nha. Chú mua 5 cái về mà con lấy chỉ có 2 cái thôi, con dành lại với chó đó. Ăn không ăn đi rồi gãi móc gì nữa. Nó cắn. Cái này nhúng từ từ thôi, nhúng vậy là hư cái bánh rồi đó chú ba. Tha vậy nè. Cái này thì Ngọc sẽ cuốn với bánh tráng. Cắp thịt cá bỏ lên đây cuốn với bánh tráng. Ăn với rau cho nó đỡ ngán. Giò quá ta. Nãy mình tha vậy nó không mềm ta. Cái loại này là phải nhúng tha không có nổi đâu. Nhúng luôn hả? Gọi nó chèm nhập rồi sao? Dục. Vậy rồi sao ăn? Ông xà lơn quá. Cái này nhìn giống miếng mặt nạ ghê. Đắp đi. Đừng lén lén lấy mặt nạ con ra làm cái này cuốn nha. Trời đất ơi, ông kêu mình nhúng miếng bánh tráng mình chưa kịp cuốn nó thì vậy rồi sao? Già lụ đạn thiệt chứ. Quá con nhớ là cái này chỉ tha tha thôi. Ông kêu nhúng giờ nó vậy rồi sao ăn? Cuốn làm sao được? Già lụ đạn, vậy nó chín trình nhẹp gì rồi nè. Rồi vậy hả? Rồi quấn vậy hả? Không có thấm mỹ gì thế quá. Chứ nó dính rồi, ông kêu con nhúng nó chèm bẹp vậy rồi sao ăn? Loại này là phải tha thôi, đừng có nhúng. Sao hồi nãy ông kêu nhúng đã rồi giờ ông tha? Đây là lại là bánh tráng rồi, phải trở chứ. Con tua giờ à. Giờ nó dính chèm bẹp luôn. Nhìn cái cục bánh tráng. Trong bánh tráng nãy mình có bỏ thêm mấy cái rau cà gót vô nữa nè. Quất. Cá thịt nó ngọt, kết hợp với cái dưa leo nó giòn giòn như sà gót rau thơm, nó quyện vô cái miếng bánh tráng mềm mềm, chấm miếng nước mắm cay cay mặn mặn, đưa vô một cái nó tê tái. Sà gót nó dính nước á, cuốn ngọt. Rồi cắn một cái nó trào nước rồi ngọt. Đó. Ngọt. Ngọt ha. Rồi xong luôn, con cá chỉ có cái bao tử thôi đó. Không hết rồi. Ăn mà ngán ngán rồi á. Hấp miếng nước nè. Phê lắm. Ngon lắm không? Gia vị ngọt ngay luôn mà. Nước cái mình. Lúc nãy Ngọc có bỏ gừng với lại hành á. Ủa bậy. Gừng với ớt á. Nó ra nó cay. Gừng mà gặp gừng già nó cay. Mình ăn tới đâu mình bào vô tới đó vậy nè. Cho nó ngon. Tại vì cà rốt này nó cũng mau chín. Tại mình bào mỏng á. Người ta ăn, người ta uống, người ta ở là cũng là chuyện bình thường của người ta. Vì miền Tây làm dâu hồi đó mà ăn cái gà má ăn cá này là gì đủ vậy á. Thiệt hả? Ừ, về chồng bà liếc á. Ta ăn ngon của bà hả? Nói chung hồi xưa còn làm dâu khó, giờ dễ rồi. Hèn gì bữa giờ con toàn ăn mặt cá không ai rước con phải à? Mày ăn cái gì cũng không ai rước đâu, vô duyên quá. Bởi vậy tí không biết, ông sợ gã bù con, bậy, gã con bù tiền hay gì á. Không để ông gã. Là gọi là bù cổ á. À. Hồi xưa bù cổ là có nhiều lắm á. Tại gái... sao? Tại sao bù cổ? Mắc gì bù cổ? Tại là gái mình nó dạng ế đó, nó xấu hoặc là nó vô duyên như mày vậy đó, không ai rước.
kiểu sao ví dụ mà tự nhiên cái chửi con vô duyên, con có vô duyên đâu, mày cứ tao đi, mày rước người ta đi, tao cho mày công đất hay gì đó, gì giả mà phải năn nỉ nữa hả? Bùi cố đó trời, thời buổi giờ còn không các bạn, không có đâu hen, thà để nhà chơi giống như tía mình vậy đó, để chân vậy đó, để nấu đồ ăn, nấu đồ uống đồ, nhờ sao giặt đồ. Gã đi bù của tiền đâu bù của. Nếu ông nói tao bụng, tao có tiền bù của cho tao cũng gã nó rồi, chứ tao để nó nhà chi nó báo quá. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một buổi chiều hoặc là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của Ngọc nha. Các bạn muốn Ngọc làm thêm những cái món gì nữa thì hãy comment vào. Bye bye. Ngọc quá thuộc dạng là sao ta? Ngáo. Khéo. Hả? Gì? Không có gì đâu. Chú mới nói gì con kìa. Ngọc quá là thuộc dạng tò mò, hay phát phát, thích nấu nướng. Giống như là ai đó mà gợi ý một cái món gì mà nó lạ lạ, mặc dù là Ngọc chưa biết, nhưng mà Ngọc cũng sẽ cố gắng tìm tòi suy nghĩ nấu nướng. Một ăn được, hai ăn được thôi chứ không có gì khác.